cái công thức pha trộn thì đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái lớp nhựa, lớp composite màu men rất là mỏng ở cái mặt trong của miếng đá. And then I put the matrix and I close the interproximal shoulder in order to provide to my shell of the restoration. Yeah, và với cái khung thì chúng ta có thể bắt đầu tăng thêm làm cái bờ vai, cái shoulder hai bên, cái bờ vai hai bên. Then that is a crucial moment in which if I make any mistake in thickness, I correct immediately. Dạ, yeah, cho nên á, trong cái giai đoạn này nếu như chúng tôi có một cái sai lầm gì chúng ta có thể sửa chữa đi. And after that I provided to put again some bonding to remove the powder and then I have back the very precise shell for my restoration. Dạ, yeah, và sau đó và chúng ta đã chỉnh được cái bờ vai nó rất là đúng. So from now on I run very much. Dạ, từ đây tôi đi rất là nhanh. So I place in one shot all together the dentin accordingly to the recipe. Dạ, thì sau đó tôi cho một cái khối khối composite vào theo đúng cái recipe, theo đúng cái công thức pha trộn mà tôi đã xác định. And then with the help of misura, I take it out, moving the misura from left to right and right to left, I take it out the excess. Lead by the pin which touch the sound tissue. Với cái dụng cụ misura đó thì tôi sẽ điêu khắc và cái đầu trên của dụng cụ là nó đi theo cái mặt bên ngoài của cái phần răng đã còn lại. Let me show you how the misura works in the mouth. Misura is a part of these kids. Chúng ta sẽ misura là một phần trong cái bộ dụng cụ của nhóm này. So you see, I have created the shell for these two teeth. Yeah. Như vậy chúng ta đầu tiên phải tạo ra một cái shell, một lớp vỏ mặt trong đó, rồi sau đó cho cái composite phần này vào. I tried the misura on the place. Yeah, tôi thử cái misura ở trên bề mặt. And now is the moment in which I'm adding in one shot the whole dentin that I have selected following the recipe. Yeah, sau đó đầu tiên là thử cái dụng cụ rồi cho cái lớp dentin vào. So I just go very delicately to squeeze in into the cavity all my dentin and then remove the big excesses. Yeah, đầu tiên chúng ta sẽ đắp cho cái lớp ngang. Đó đi theo hình dáng của răng và lấy cái phần dư ra. After that, I come back to bring my misura, and you see now how I'm moving the misura. Yeah. Thì sau đó tôi lấy cây misura và các anh chị hãy chú ý cái cách tôi di chuyển cái misura. Following the finishing line in the step. Yeah. Thì theo cái đường tắt là chỗ giới hạn cái lớp đang còn đó. Thì cây misura nó sẽ lấy đi một cái lớp mà có bề dày đúng cho cái lớp đen chúng ta cần có. And creating the room for my next nó tạo ra một cái khoảng trống cho cái men, khoảng trống cho men, cho cái lớp men. Nhờ cái hình thái đặc biệt của misura đó. Of course I adapt with the brush some sau đó thì tôi làm cho nó áp vào bằng cái chổi. And in the margin, I can double check with this elephant leg to get the right quantity of dentin to hide the restoration. Đối với cái phần mà chỗ xoang trám kế cận đường hoàn tất, tôi sẽ dùng một cái cây đó có tên gọi là cái chân voi elephant leg để tạo ra cái bề dày nó chính xác hơn. So this instrument is not a machine, of course. It gives you the possibility to understand that the big change it works in a very thin layer. Yeah, thì cái nó cho chúng ta một cái ý niệm cho chúng ta một cái bề dày đủ đúng của cái lớp men mà chúng ta cần phải tạo ra. So this little area give you all the vitality of the restoration to the restoration. Yeah, thì cái bề dày này đây do cái cây misura tạo ra thì nó sẽ mang lại cho chúng ta một sự sống động vitality của cái miếng cán sau này. With the material still uncured, I'm going to
create my anatomy following the anatomy of additional tools. Yeah. Thì sau đó chúng tôi sẽ điêu khắc những cái thùy cái nụ của cái phần mà dentin của phần ngà. Finally, và chúng ta sẽ chiếu đèn. And then I add the last layer of enamel accordingly to the recipes. Và sau đó thì tôi sẽ đắp cái lớp mà composite màu men theo cái recipe, theo cái công thức pha trộn mà mình đã xác định. So basically, to recap all the story, I will show you which will be the exercise today that we make on a model. Bây giờ tôi xin tóm lại những cái việc mà chúng ta sẽ làm trong cái bài tập ngày hôm nay. So we have the silicone. Bây giờ chúng ta có cái silicone. We will place with our instruments the enamel. Với cái dụng cụ ở mặt trong. We will place the matrix to build up the proportional shoulder. Và để chúng ta đắp cái bờ vai, tức là cái phía bên. And to adapt into that for our shell. Và chúng ta sẽ đắp để cho nó ra được cái lớp vỏ đáy của cái miếng đá. And then with the shell ready, we correct if needed at this time. Và sau khi mài dính chút rồi vô keo lại. We fix all the dentin together. Và chúng ta cho cái lớp màu ngà vô. Lớp màu ngà vô rồi tạo hình nó. With the misura, we try to set up the misura. Chúng ta sẽ là định cái bề dày của nó. Then we set up the anatomy of the tool. Sau đó chúng ta điều giảng giải phẫu của cái địa cắn đó, của các cái nụ cái thùy. Creating the mammal also. Và tạo ra những cái mammal, những cái thùy. We create a little halo, very thin halo. Và chúng ta sẽ tạo một cái lớp trong halo đó, halo. Cái halo giống như cái vòng mà hào quang, cái halo đó, halo màu trắng trong xung quanh. Last layer of enamel, we finish and polish. Và sau đó chúng ta cho vào cái khoảng trống mà đã được Mizura tạo ra và hoàn tất chiếu đèn hoàn tất. So this is the exercise that the 20 of us will join me to make today. Và đó là cái mấy người đã đăng ký thực hành sẽ làm với tôi chiều nay. So this is the way in which I act in the majority of the restoration that I have to do. Và đó là cái làm chúng ta sẽ phát triển này như vậy, sẽ phát triển này thành một cái tư duy. And now I tell you which are my little tips and tricks in 20 points when I act in anterior restoration. 20 steps. Như vậy tổng cộng là chúng ta có 20 cái bước để chúng ta tiến tới cái này. So first of all, shape guide. All đầu tiên, I fix the color through my individual shape guide. Dạ, đầu tiên chúng ta soi màu bằng cái bộ soi màu riêng của chúng ta. If you have the shape guides, you can understand which is the best recipes, the closest one, and then read it and then apply blindly. Yeah, nếu như chúng ta có cái bộ sơ màu này, chúng ta sẽ biết được cái recipe luôn là màu gì và với cái độ dày bao nhiêu recipe. Second point, when I fix the rubber dam, I do not make any change anymore in the seizure. I have already my silicone, I selected the color, now it's the moment to act, and I put a wedge quite big to open as much as possible the two teeth. Yeah, bước thứ hai là sau khi làm cái dấu khóa silicone rồi á, thì chúng tôi cho cái đeo cao su và dùng cái chêm, chêm để mở rộng cái khoảng giữa hai cái răng ở chỗ chúng ta cầm cá. Third point, with the slow burr with a blue end piece, zirconia, if I prefer, I'm gonna remove delicately the composite towards the margin in order to save as much as possible enamel here around. Yeah, sau đó với cái bụi khoang ở trên tay chậm thì chúng tôi sẽ lấy cái composite cũ đi
giữ lại cái viền men, bảo tồn cái viền men của giác răng. Fourth point. Here my preparation is totally flat. Yeah. Inside in that area it's totally flat, but because it has to support the matrix that I'm gonna choose. Yeah. Và tôi phải làm một cái đường mòn tắc bờ vai đó là bất á theo cái ở cái đấy này để cho nó nâng đỡ cái miếng đá. But John. Yes. Then the bevel vestibularly, I prepare a quite long bevel accordingly to the shape of the tooth with a blade fissure. Yeah, và sau đó thì với cái mũi khoan là blade fissure là cái rãnh thì chúng tôi sẽ tạo cái mặt phát theo cái hình thái giải phẫu của cái xoang răng. If you have a nine or hybrid material, it will adapt better to the surface. Yeah, nếu như chúng ta có thể là tạo ra một cái sự nó sẽ làm cái bevel này mặt phát này tốt thì chúng ta thấy cái sự hòa quyện giữa cái răng mặt với bên kia nó sẽ tốt hơn. Với miếng trắng nó sẽ tốt. Sixth point, I over edge. I edge the enamel always, even if I'm using a self-adhesive material, and I over edge in size vestibularly in order to, if I have some excess of the material, having still the good bonding on that. Yeah. Cái nữa là sẽ etching với cái diện rộng hơn để cho cái chất liệu rám nó đi vào cái lấn vào cái phần mà chất răng tự nhiên á để cho có cái sự lưu giữ tốt. Seventh point, I use a good cure lamp and I cure my bonding in any case for at least 1 minute. Và cái bước kế tiếp là tôi dùng một cái đèn quang trùng hợp tốt và tôi sẽ chiếu đèn để trùng hợp cái keo dán đó. Ít nhất là 1 phút. This allowed me to have a glossy surface, which means the perfect protection for your dentin, not having post sensitivity trouble and really getting the best adhesion ever. Cái này giúp cho chúng ta có một cái bề mặt nó láng hơn, cũng giống như là giảm cái nguy cơ bị ê, bị là nhạy cảm sau khi miếng cám, sau khi cám. Eighth point. I use always a silicone, I scratch the silicone and I add the material into the silicone outside of the mouth and then I carry the material in the mouth. Yeah, và tôi sẽ cào cái dấu khóa silicone và cho cái vật liệu vào cái dấu khóa silicone ở ngoài miệng rồi sau đó mới đưa vào trong miệng cao, tức là đánh dấu chỉ đánh dấu cái ranh giới chỗ chắc trám với lại cái khoảng trống mình trám trên cái silicone đem ra ngoài đổ cái composite vào cái ngăn nút đó. Nine point, I always use a curved matrix, the same matrix that I use in posterior, I use in anterior but vertical in order to get the correct contact point and the correct interproximal form. Yeah, thì tôi sẽ dùng cái khuôn trám cong. Khuôn trám kim loại mà cái chúng ta thường dùng để trám ở các răng sau, nhưng mà bây giờ tôi để cho nó theo chiều dọc chứ không có để theo chiều ngang theo chiều đứng để giúp cho chúng ta có được cái sự tiếp xúc tốt giữa hai răng. Tenth point, I always try to use my misura to leave me in the last layer of composite material. Và điểm thứ 10 là tôi dùng cái cây Misura để giúp tôi tạo một cái khoảng dành cho cái bề mặt cái chất composite màu men đồng đều với cái ở trên bề mặt. 11 point, I always leave a little bit of space incisally in order to have the best halo if I want to enhance the best results in a study. Yeah, thì tôi luôn luôn chừa một khoảng trống ở răng cắn để tạo cái hiệu ứng halo, hiệu ứng mà có cái quanh cái vị cắn của răng nó có cái tỏa sáng nó halo giống như hào quang đó, để chúng tôi tạo hình đó. Check always your restoration at the end of your job conclusively. You don't have to go for big excesses, otherwise in the moment that you finish you will ruin and destroy all the restoration. Dạ, chúng ta luôn luôn kiểm tra cái cắn, đừng có cho cái chất trám quá nhiều. Vì nếu chất trám quá nhiều thì sau này chúng ta mài
thì có thể mài mất đi những cái phần chúng ta cố gắng tạo cái hình dạng và cái nét đặc trưng của cái răng. For finishing, today I'm using exclusively a slow burr. I mean, I'm using a blue handpiece, and this burr, which comes from the Terrier set, which is absolutely my choice to finish correctly, to do not hide, to do not burn the resin, and to get a kind of scratch effect on the surface, which aesthetically speaking, it works really great. Dạ, và để hoàn tất thì tôi dùng cái mũi khoan chậm, tay khoan chậm và với cái mũi hoàn tất như thế này. Và khi chúng ta mài thì chúng ta sẽ có những cái sự cào xước trên bề mặt. 14. When I use discs, I use always the big size. I use the light brown as my only choice. And I use the disc only in this area. I mean, just to create the interproximal anatomy. I do not use this on the vestibular surface. Yeah. Và để đánh bóng cái phía mặt bên, tôi dùng cái mũi duy nhất mà tôi dùng là mũi màu nâu nhẹ, nâu nhạt, light brown. Và tôi xác định cái ranh giới mà tôi dùng với cái đĩa này. Và đĩa này tôi luôn luôn dùng cái đĩa có kích thước to. Và tôi chỉ làm ở cái mặt tiếp cận đến cái đường để giấu chì thôi. Tôi không dùng cái đĩa này cho cái mặt tiền đình, tức là mặt ngoài của miếng trắng. 15. I love very much this wheel, which is the spiral by the 3M. Is the first one that they suggest to use. Today I will show you very in a while how you can get the perfect vestibular shiny. And that is also the wheel that today is my favorite one to be using the posteriors. Yeah, cái tôi